Nằm trên giường ta ngày càng nhiều đúng không? Ê, anh nói là một quá. Dạ. Anh à, anh cũng không đúng nha. Nghĩ lại cái chuyện lắm á. Anh nghĩ xem, từ đây sẽ ra quá nhiều chuyện. Có nhiều ớt thì vẫn chưa có tỉnh. Thật nhiều cái cộng độ thì đã vui rồi. Dĩ trang thì cứ lừa đừ. Còn thằng người ớt thì bị bệnh. Nếu mà cũng là đủ rồi đừng nói nữa. Đừng có nói nữa, nghe mà thấy là nó trong lòng mà. Nói cũng phải. Anh coi, có phải anh cũng có phân thủy không? Nếu như là đi qua cái phân thủy. Sao chúa, người đúng là phúc tinh của con gái nhân đàn. Là